chân rãi mà bò lang mà thử sấy đã tao đau trao nào nằng tử đó là ơi liền mà mê này đó là đây ta mà đôi đan chân khai này chứ miên sao sấy đau mà đôi đan chân khai cho te thế này mà này sắt cho bát chân màu đau tao liền mà mê nó cứng chân mà nói ôi rồi mà khai xong này đã ban cả lá khai có nó ban phê ngay vậy là thời ca lực xạ mơ đạ mơ xạ mơ mà việc thông thoát dân mạch dân ma nè con bà con ở đây nhóm lên xa môn nắng cả lâu bàn dạp về mà phê ngay vậy nè xa xa đó thôi ca rộp mơ bàn mạng cả ba sẵn nè con bà con đây nhóm lên bàn này cả lâu mà phê ngay vậy nè na thông cả thông chẳng nè 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 làm cái phân đây chỗ ấy, phần chỗ ở đây nhé. Còn đây như cái chỗ là có mua một bao xong thì mát rồi nhé. Nhìn nó tụi cho tụi trong tay. À, chúng ta chăm sóc cái tay miên tụi miên thông ở đôi cho mình hơi chăng. Miên cầm miên cầu như thế này. Máy sát át nữa. À, lưng ra mà lần xo xúc đi liếp lê nè. Là sao máy lụa lê phong hổ. Tại sao nó lại tinh tạm online mà liếp đắng. Nhưng đã mà sạch tiết cứ nhưng đã bị sạch sạch mới lực mới thả vì mình phần phần nào chẳng hạn chọn đang mơ thả nhưng đã dập về mà phê ngay là bà con nhưng về thông thông phần phần nào chẳng hạn tại dân mơ tới mà phê ngay vì ai tôi tôi dục bán và cả đây nhưng phần lên chỗ cứ bay buôn xong thì mệt thế là vì ai và mùi bò xong thì mệt chẳng hạn này chạy thật tôi dục bán lấy sạch đấy nhưng mà đằng vì ở hay đằng chạy châu bình rồi lụa này cái ca lược mà ấy nghiên tầng nào cả hòm mà nó nhìn đạo phùi cả hòm cho phải dựng bay rồi các bạn lời thua của mày lược này nhìn chọt mà tầng nào cả hòm tầng nào không mày với màu tầng nào là tầng lẹp phải chứ ra ọt này giặt là hai chứ giặt bọc đây là hai chứ đạo phùi dụng mình nữa nè tầng nào cả hòm tầng nào không mày với màu tầng nào nãy giờ pe mà phê ngay anh em lấy nhá rồi mà mua đi có tụt bao mà lấy hả ui nè mua này là có phân nam này có phân mày đai vậy anh nào được tụt đó lắm chứ mất phân phân này là nào được tụt đó lắm nè anh em thua ca chậm vô một xạ mờ nắng trong đang thời tiết thom mình thom là việc ai cho tôi vô ban giờ pe mà phê ngay còn để dân đại chỗ cứ bay buôn xong thì mai lâu giờ nè à khá với tu nếu mà phê ngay à khá với tu làm phần mề đầy nè à khá có bên tu cho nên nè dây dây gần on một phút có pram xong thì mai đầy là ngày sạp sạp nhóm đây nhầm châm phê ngay nít cho mời dạp về bay khai cái đó cho mời về phần ná anh nhầm thưa cả đã lột nè lột mơ ba mà khai cái lá mới biết anh đi mà phê ngay thế ta nhầm đại đầy nhầm đã nó cứ ngày đi xàm sập lời ngày đi đậm bốn mà phê đầy chẳng về mà phê ngay cho mời bay khai cái đó cho mời chung kia nhà nuôi thông thông mình tên là mua những đứa lâu nay còn lâu đã xin và xin đo lại sao nó sao thông mình thông mình này đã châu bính thôi ca và lấy châu bính dừng chặt trong đằng thế đã đạo với châu châu mà dốc châu là màu mang này cái thứ giờ thông thoát lươn nhưng mà ta vừa thông thoát lươn dạ pê mà phê ngay về làng pi bay xong thì mai đã khá làng buôn pram xong thì mai tiền chẳng là những cái thằng nhóm ai thơ ba này giờ về một thầy ngay nhưng mà tôi bàn là bay xong thì mày bán đâu cắt chưa vậy nè nhà con sạp ca tam đan đi đâu bà nhà con sạp phải rồi trồng ngò rư trong tinh phu cho thành trăm to ai chạy to bán này.